Phú ông xiết nợ. Ngày xưa ngày xưa, ở một làng nọ, có hai mẹ con nương tựa vào nhau. Mẹ ơi, mẹ ở nhà nhé, con đến nhà chủ làng đi. Chủ làng hứa nếu con làm nụng siêng năng sẽ thưởng cho một mảnh đất. Mẹ con mình sẽ tha hồ trồng cây, không lo bị đói nữa. Để thì tốt quá. Dạ thưa chủ làng, chủ làng hứa sẽ cho tôi mảnh đất để trồng cấy. Đất đai ruộng vườn của chủ làng rất nhiều, có thể cho tôi một mảnh được không ạ? Hừ, cứ đợi đấy. Xin chủ làng giữ lời hứa cho tôi với ạ. Ông cứ cho nó ở dãy núi xa kia, xem nó có làm được không, rồi lại phải quay về làm công cho ông ngay thôi mà. Thôi được, mày muốn gì tao cũng chẳng tiếc nữa. Cả rặng núi phía xa xa kia là của mày rồi đó. Dạ, cảm ơn ông ạ. Con à, con chớ nên đi. Lão chủ làng thâm độc, phía đó là dãy núi hoang, là chỗ ở của hùm beo rắn rết. Con lên đó thì hùm beo rắn rết cắn chết mất xác. Mẹ ở với ai? Mẹ đừng lo, hùm beo con cũng chẳng sợ, rắn rết con cũng chẳng kinh. Chủ làng đã cho con đất, nhất định con sẽ phát được nương, trồng cấy để không còn bị đói nữa. Vậy là tờ chú từ biệt mẹ lên đường. Chàng đi mãi suốt 9 ngày không nghỉ. Đến ngày thứ 10 thì tờ chú đến được chân núi. Đó là một vùng mà cây nhỏ cây lớn chen nhau. Cũng sau 9 ngày liền phát nương làm rẫy không nghỉ, tờ chú đã khai khẩn xong nương rẫy. Vậy là mình đã khai khẩn xong cả một vạt rừng rồi. Bây giờ về nhà lấy hạt giống để gieo trồng thôi. Con à, nhà mình mấy nay chả có thứ gì ăn được, thì lấy đâu ra thóc làm giống cơ chứ? Thôi được rồi, con sẽ đến nhà chủ làng để vay tạm ít thóc làm giống vậy. Đợi đến khi nào thu hoạch xong thì mang đến trả cho trưởng làng. Dạ thưa trưởng làng, đỉnh núi đằng kia tôi đã khai phá xong xuôi rồi ạ. Tôi đến xin trưởng làng cho vay tạm ít thóc giống. Được lắm, ta cũng không tiếc rẻ mày làm gì. Nhưng nhớ là phải mang trả cho ta nghe không? Đến vụ thu hoạch mà không đem trả là ta sẽ bắt đến làm công suốt đời cho ta để trả lời. Dạ thưa chủ làng, nhất định thu hoạch xong tôi sẽ mang trả ạ. Để xem, giống thóc đã luộc lên sẽ giúp bội thu như thế nào. Trời ạ, đã cả tháng trôi qua mà cây vẫn chưa nảy mầm là sao? Ta đã gieo hạt một thời gian rồi mà lúa không mọc lên, chỉ thấy cỏ dại mọc lên là sao đây? Vàng ơi, chắc là vàng không thương con, không muốn cho mẹ con có cơm có gạo. Thật kỳ lạ, quả bầu 5 lần 7 lượt đều lăn trở lại chân mình. Hay là mình trồng bầu ăn vậy, ăn bầu cũng sống được. Trời ơi, thật là kỳ lạ, làm sao mới trồng hôm qua, hôm nay bầu đã phủ kín cả nương rẫy rồi. Hôm qua rừng bầu còn non tươi, lá xanh mơn mởn mà nay đã già héo, quả khô đét. Thôi thì vàng không cho ăn bầu tươi, thì lấy hạt về cho mẹ ăn cầm hơi vậy. Cảm tạ vàng, mẹ con không còn bị đói nữa rồi. Mẹ, mẹ ơi, có lúa gạo rồi, con đem về đây, mẹ dậy mà ăn. Con đem trả lại cho người ta đi. Mẹ không thể ăn cơm gạo mà không phải công sức của mẹ con ta làm ra. Thà mẹ chết đói còn hơn đồ ăn trộm ăn cắp. Mẹ ơi, thóc này là của ta đấy. Sao thế được, con đi gieo lúa, lúa không mọc. Con đi trồng bầu, bầu héo úa. Thế mà bảo thóc là của mình, sao mẹ tin con được? Nếu mẹ không tin con cõng mẹ đi, mẹ sẽ rõ. Vàng giúp mẹ con mình rồi con ơi. Nghe đồn là tên tờ chú lại bội thu bầu.
mà bầu lại ra toàn thóc. Phải vào nhà hắn đòi thóc mới được. Thế nào rồi hả tờ chú? Thu hoạch rồi mà không mang trả thóc cho ta là sao? Vâng, thưa chủ làng, tôi cũng định sẽ mang số thóc đó sang trả cho ông đây ạ. Số thóc đó là sao? Phải trả ta nhiều gấp 10 lần ta mới chịu. Ngươi đã trả muộn một ngày, đó là ta chưa nể tình xưa kia làm công cho ta đấy. Nếu không thì... Thôi được, vậy ông lấy đi, tôi sẽ trả ông nhiều gấp 10 lần. Còn đứng đó làm gì? Mau khuôn thật nhiều bầu về nhà nhanh lên. Dạ vâng. Xem nào, với những trái bầu này, ta tha hồ mà lấy thóc đây. Hả? Gì thế này? Cứu! Từ đó, hai mẹ con tờ chú sống bên nhau no đủ suốt đời. Họ còn chia thóc gạo cho những người nghèo ở thôn xóm. Khắp thôn xóm rộn vang tiếng cười vui. Con gái thần đảo. Ngày xưa, ở một ngôi làng gần biển, có hai mẹ con nhà nọ sống với nhau. Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng hai mẹ con sống với nhau rất hạnh phúc. Thường ngày, hai mẹ con lên thuyền ra khơi để đánh bắt cá, kiếm sống qua ngày. Ôi không, mẹ ơi, mẹ nhìn kìa. Thứ gì đáng sợ vậy mẹ ơi? Là một cơn bão lốc, sao nó lại xuất hiện ở đây? Thời tiết đang rất tốt mà, tại sao ngay lập tức lại có bão được chứ? Vào trong nhanh, la la. Chỉ trong chốc lát, cơn bão tuyết đã nhấn chìm con thuyền của hai mẹ con. Những mảnh vỡ của thuyền xô vào một hòn đảo gần đó. Và cũng thật may mắn khi cô bé Lala bé nhỏ vẫn còn sống. Cô dạt vào một hòn đảo, còn mẹ cô bé không được may mắn như vậy. Và càng may mắn hơn khi Lala được vị thần đảo cứu vớt và cưu mang. Thấy cô bé đáng thương, thần đảo quyết định mang cô bé về nuôi. Kể từ đó, cô bé Lala đáng thương sống trên hòn đảo hoang vắng đó và gọi thần đảo là người mẹ thứ hai. Sau tai nạn đắm tàu năm ấy, tôi trôi dạt đến hòn đảo này. Tôi đã mất hết tất cả, từ người mẹ yêu dấu đến cuộc sống ở đất liền hiện đại. Nhưng sau tất cả, tôi vẫn cảm ơn cuộc đời vì đã mang đến cho tôi một người mẹ thứ hai. Mẹ gọi mình về rồi đây, phải nhanh về thôi. Mẹ là vị thần coi giữ hòn đảo xinh đẹp này. Và có lẽ mẹ chẳng nói chuyện bao giờ. Thần đảo là người trông có vẻ đáng sợ, lại ít nói. Mà thực ra là bà chẳng nói chuyện bao giờ. Nếu có ai đó nhìn vào sẽ nghĩ mẹ thật là khó chịu. Chắc hẳn là một người rất ghê gớm và khó gần lắm. Nhưng không, ở thần đảo luôn có một sự ấm áp đến kỳ lạ. Nó khiến Lala vơi bớt nỗi đau, mất mát, cũng khiến cô không còn cô đơn, lạc lõng khi phải ở một hòn đảo xa lạ. Con không bị sao mà, chỉ là bị trượt chân thôi. Mẹ ơi, mẹ đừng giận. Con đâu có la cà đâu. Con đi hái hoa tặng mẹ mà. Nghe được câu nói và hiểu tấm lòng của Lala, thần đảo ngoài mặt có vẻ không vui, nhưng bà quay người đi mà nở một nụ cười tươi rói. Tối hôm đó, khi Lala và thần đảo đang ngồi trên mỏm đá bên đống lửa, Lala bỗng chỉ tay về phía những vì sao và liên miệng nói chuyện với người mẹ thứ hai của mình. À, còn nữa mẹ ơi, bầu trời ở thành phố ấy không thấy được những vì sao như ở đây đâu. Ở đó lúc nào cũng nhộn nhịp và đông vui lắm, khác hẳn so với ở đây. Tuy không ồn ào, náo nhiệt, nhưng đôi lúc lại im ắng đến trầm buồn mẹ à. Đã rất nhiều năm rồi, không một con thuyền nào qua đây, không còn hy vọng nào để còn trở lại đất liền hả mẹ? Nghe những lời nói của Lala, thần đảo cúi đầu buồn bã, biết mình đã lỡ miệng. Lala bèn quay sang ôm lấy một cánh tay của thần đảo, giọng vui vẻ hơn. À, con đùa mẹ đó, thật ra như vậy cũng tốt. Nếu con trở về đất liền, chắc ở đây mẹ sẽ cô đơn lắm.
Không sao đâu mà, con sẽ ở đây với mẹ. Mẹ con mình cứ ở bên nhau vui vẻ mãi như thế này cũng được mẹ ha. Sau này con sẽ chăm sóc cho mẹ thật tử tế. Con sẽ không để mẹ phải buồn bã hay lo lắng cho con nữa đâu. Sáng hôm sau, khi La La vừa mới ngủ dậy, bỗng cô nghe thấy một tiếng gầm lớn từ bên ngoài vọng vào. Nghe kỹ, La La nhận ra đó là tiếng gầm dài của thần đảo, người mẹ thứ hai của mình. Có chuyện gì thế nhỉ? Mẹ, chuyện gì thế này? Mẹ đang làm gì vậy? Tại sao mẹ lại làm vậy chứ? Không, không phải như vậy. Dừng tay lại, mẹ đừng làm vậy mà. Mẹ ơi, dừng lại đi. Thì ra chính là mẹ. Chính thần đảo đã tạo ra cơn bão lốc đáng sợ kia. Chính là cơn bão lốc đã giết chết mẹ của mình. Mẹ, hóa ra mẹ là kẻ giết người. Bấy lâu nay con vẫn gọi mẹ là mẹ. Tại sao lại như vậy chứ? Dừng lại ngay. Ôi, thoát rồi, thoát rồi. Thoát rồi, thoát rồi. Mẹ, tại sao mẹ lại làm như vậy chứ? Mẹ có biết con chưa bao giờ quên cơn bão lốc đáng sợ 7 năm về trước đã giết chết mẹ ruột của con, đã giam cầm con ở hòn đảo này. Nhiều đêm con nằm mơ thấy ác mộng. Con thấy mẹ của con đang giơ tay cầu cứu mà con không thể làm gì được. Con tuyệt vọng, tuyệt vọng lắm, mẹ có biết không? Mẹ có biết trên thuyền kia có bao nhiêu con người hay không? Tại sao người lại nhẫn tâm giết chết bọn họ? Cũng sẽ có những đứa trẻ, những bà mẹ phải mất mạng nơi đây vì sự độc ác của người. Tại sao? Tại sao mẹ lại làm như vậy? Mẹ định biến những đứa trẻ đó thành La La thứ hai cô độc, không có mẹ như con sao? Mặt La La khóc lóc và buộc tội. Thần đạo lắc đầu như muốn từ chối những cáo buộc của La La. Bà gầm lên một tiếng yếu ớt như muốn níu kéo, nhưng La La không chấp nhận. Con đã tận mắt nhìn thấy hết tất cả. Người không thể tiếp tục lừa dối con nữa đâu. Con sẽ trở về đất liền, nơi vốn thuộc về con. Con không thể ở cạnh kẻ đã giết chết mẹ của con được. Người sẽ phải cô đơn suốt đời vì sự tàn ác của mình. Nói xong, La La vụt chạy đi. Cô tìm cách để về lại đất liền, để mặt thần đảo đứng nhìn theo đầy vẻ thất vọng. La La chạy ra bờ biển. Cô đốt một đám lửa lớn, những mong có một con thuyền nào đó có thể nhìn thấy và cứu cô. Và thật may mắn khi có một con thuyền đã phát hiện ra cột khói mà La La đốt. Nào, lên thuyền đi cháu bé. Trời ơi, thật tội nghiệp. Chỉ có mình cháu bị lạc tới hòn đảo này ư? Chúng ta sẽ đưa cháu quay trở lại đất liền. Được cứu lên trên thuyền, La La hướng mắt nhìn về phía đảo. Và ở nơi ấy, thần đảo cũng đang đứng nhìn về La La với vẻ buồn rầu tha thiết. Con không bao giờ muốn gặp lại người. Mọi người thấy không? Tàu chúng ta đang gặp bão lốc lớn ở ngoài kia. Vừa đi đến gần đảo này thì lại xuất hiện một cơn bão lốc khác. Điều đặc biệt là hai cơn bão lốc như đang đánh quật nhau. Nhân cơ hội đó, ta đã bẻ lái, cuối cùng cũng thoát ra được. Tôi còn tưởng tất cả chúng ta sẽ mất mạng. Quả thật là điều kỳ diệu. Hòn đảo này nên gọi là đảo hy vọng, mọi người nhỉ? Chuyện gì vậy? Ôi không, cô gái ban nãy, cô ấy đã nhảy xuống nước rồi. Mẹ ơi, con xin lỗi, con đã trách nhầm mẹ rồi. Con đã nói với mẹ những lời cay đắng. Con xin lỗi. Chính người đã cứu sống con, cứu những con thuyền gặp nạn quanh đây, là con đã trách nhầm người rồi. Mẹ vẫn luôn như vậy, tĩnh lặng, kiên nhẫn và đầy yêu thương. Mặc cho ta có làm mẹ tổn thương đến nhường nào, mẹ vẫn sẽ luôn ở đó chờ ta đầy vị tha. Thần đảo mỉm cười ôm La La vào lòng, vỗ về cô một cách dịu dàng. Kể từ đó, La La sống hạnh phúc với mẹ thần đảo. Cô không còn có ý định rời khỏi đảo, rời xa mẹ mình. Bởi với cô, hòn đảo này chính là quê hương của cô. Người mẹ này chính là người mẹ của cô. Cô sẽ không bao giờ rời xa nơi này, mãi mãi không thể rời xa người mẹ này. Ống sáo kỳ diệu.
ngày xưa có một chàng trai mồ côi chăm chỉ, từ bé đã làm công cho một nhà chủ giàu có nhưng keo kiệt. Ngày nào cũng vậy, tất cả việc nặng nhọc trong nhà anh đều một mình gánh vác. Nghỉ ngơi một chút đã nào cậu Sam. Tôi cuốc nốt thửa đất này cho khỏi giỏ việc ấy mà. Chắc anh phải được trả tiền công hậu lắm. Ông chủ nói tiền tôi ăn rồi nhà kho ông ấy để tôi ở, tính ra còn quá cả tiền công rồi. Trời ơi, sao cậu cả tin đến thế? Công là công chứ, cậu phải đòi ông ta trả ngay đi. Nếu được như vậy, tôi cũng muốn được trả chút ít, muốn đi đây đó cho biết thiên hạ. Mấy tên thương nhân lại tộc bách gì rồi. Nhưng không sao, rồi ta sẽ lại lừa được đứa khác nhanh thôi. Thưa ông chủ, xin ông thương tình trả tiền công xứng đáng. Tôi muốn đi khắp đây đó để cho biết thiên hạ ạ. Giờ anh muốn đi thì ta sẽ trả đủ, không thiếu đồng nào. Đây, ta trả cho anh mỗi năm một xi-lin, 10 năm là 10 xi-lin, lớn lắm đấy. Bao nhiêu vàng còn chưa đổi được. Cảm ơn ông chủ. Chàng trai hiền lành chẳng được tiêu đếm tiền bao giờ. Anh không hay biết 10 xi-lin còn chưa bằng gốc một đồng tiền vàng nhỏ. Giờ thì mình cũng đầy túi tiền, tha hồ chu du khắp chốn. Chàng trai cứ thế vừa đi vừa thổi sáo. Khi anh đến quảng rừng nọ thì bỗng có một người tí hon xuất hiện. Đi đâu vậy anh bạn vui tính? Bác là... Chớ có ngạc nhiên, tôi là người tí hon, nghe tiếng sáo anh hay quá nên tôi ra gặp anh đấy. Hình như anh chẳng có gì để lo lắng cả. À, ra là thế, chào bác tí hon. Sao tôi lại buồn nhỉ? Đầy túi kêu rủng rỉnh toàn tiền là tiền đây này. Kho báu của anh là bao nhiêu thế? Những 10 xi lin đấy. Hả? Anh nói sao? Nhiều lắm phải không? Tiền công 10 năm trời đi làm công, chủ tôi đã trả cho tôi đấy. Tôi đã có tuổi rồi, giá mà có được những đồng xi lin này thì tốt biết mấy. Bác ấy đúng là lớn tuổi rồi, lại bé nhỏ thế, khó mà mưu sinh thật. Mình cũng sức phốc, sẽ làm ra thôi. Bác cầm lấy đi, tôi tặng bác cả. Anh cho tôi cả mà không cần gì cho mình sao? Tình cờ tôi gặp bác ở đây cũng là có duyên, phải giúp bác chứ. À vậy tôi nhận tấm lòng cậu, tôi cũng không có gì. À nhưng thấy cậu thổi sáo hay như vậy, hẳn phải yêu âm nhạc lắm. À tôi tặng cậu ống sáo này, thổi hơi đầu thì chim trên trời xa xuống, còn từ hơi thứ hai trở đi thì tất cả mọi người quanh cậu đều nhảy múa và chỉ dừng khi cậu dừng thổi. Ha, tuyệt vời, cảm ơn bác nha. Kỳ diệu quá. Tôi tin là anh không chỉ sống tốt mà sẽ giúp đỡ được nhiều người khác. Thật là không tốn chút sức nào mà có ngay cả đống tiền. Người kia hẳn là kẻ xấu đáng ngờ, bọc vàng kia chắc chắn không phải của hắn. Giá mà lũ chim kia rơi vào tay của mình cả. Chim sẽ rơi ngay bây giờ cho coi. Mau vào bụi và lấy đi kìa. Hả? Anh bạn tài thế, phải lách gai vào lấy tiệt hết mới được. Sáo càng thổi càng du dương, kẻ đáng ngờ mà chàng trai gặp càng nhảy không ngừng, gai kéo níu rách hết áo quần, đâm tê tái khắp người hắn. Xin đừng thổi nữa, dừng lại mau lên, đừng thổi nữa. Ngươi không phải người tốt đẹp gì, để gai đâm cho ngươi nhớ đời. Ôi trời ơi, xin tha cho tôi xin nộp túi vàng này. Nếu anh hào phóng như vậy thì tôi sẽ ngưng thổi sáo. Nhân tiện anh bạn nhảy cũng khá đấy. Tên thổi sáo đáng chết, ta sẽ khiến người bị đánh như tử để trả món nợ hôm nay. Vàng này mình sẽ đem đi chia cho những người còn nghèo khó trên hành trình mình đi qua. Thưa ngài, ngài giữa ban ngày mà có kẻ dám cướp của, đánh người rồi lấy đi bọc vàng tôi tích góp bao lâu? Có chuyện như vậy sao? Hắn đã dùng kiếm đâm anh phải không? Thưa ngài, hắn chẳng có đao kiếm, chỉ có duy nhất một ống sáo. Chắc hắn vẫn chưa ra khỏi khu rừng phía tây đâu. Quan tòa cho lính đi lùng bắt, họ tìm ra anh với bọc vàng và ống sáo dắt theo người. Chính hắn nói, nếu tôi ngừng thổi sáo, hắn sẽ cho tôi túi tiền. Có trời chứng giám, kẻ nói dối. Ngưng thổi sáo mà lại được bọc vàng to thế kia thì ta ngưng nói luôn cũng được, đem treo cổ không thể dung tha. Dám động vào ta, giờ thì mày được thưởng xứng công nha. Xin cho tôi được nói một nguyện vọng trước khi chết. Nguyện vọng của kẻ sắp lìa đời ta đều sẽ đáp ứng.
Tôi chỉ xin được thổi ống sáo của mình lần cuối. Thưa quan tòa, không được để nó thổi sáo. Tại sao lại không cho nó được hưởng giây phút thỏa nguyện? Mau đặt sáo lên cho nó thổi đi. Ôi trời đất, ai đó hãy trói tôi lại. Tiếng sáo du dương vừa mới vang lên thì tất thảy mọi người đều nhảy loạn xạ. Tên lính giữ dây trói chàng trai cũng buông dây mà nhảy. Dừng lại ngay cho ta. Ta thà chết cho ngươi, hãy ngừng thổi sáo ngay. Nói ngay, người đấy ở đâu ra vàng? Bằng không ta lại thổi sáo bây giờ. Xin đừng thổi nữa, vàng ấy là do tôi ăn cắp. Là tôi hứa đưa anh chứ không phải anh lấy của tôi. To gan, dám lôi ta ra làm trò đùa, lập tức tống ngục thẩm tra. Thế là Sam lại chu du khắp chốn, giúp ích cho nhiều người. Giờ thì anh đã biết giá trị của 10 si linh. Còn lão chủ, khi hay tin anh với ống sáo kỳ diệu, thì đâm sợ anh sẽ quay lại tính sổ. Từ đó, hắn không dám đối xử với người làm công nào tệ bạc nữa. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!